Thưa quý độc giả, trong chương trình đọc truyện tối ngày hôm nay, mời các bạn đến với một tác phẩm truyện hình sự của tác giả Tuấn Vinh. Dựa trên một câu chuyện có thật, vì lý do nghiệp vụ nên một số tên nhân vật, đối tượng đã được đổi tên, tuổi, nghề nghiệp, thời gian cũng như không gian. Tác phẩm xin gửi tới các bạn được mang tên Kết thúc một tội ác, phần 1. Liên vẫn ngồi bó gối, lưng tựa vào tường. Cái bức tường bằng granito đen, trắng của một ngôi nhà hai tầng mà chủ nhân của nó đã được sự no đủ bàn phát. Khi ông ta với bộ áo ngủ kẻ sọc xanh nhạt hiện ngay trước mắt Liên. đoàn người, mặt mũi bóng nhẫy, múp míp, ngón tay. Những ngón tay cũng mụp míp lại càng trở nên ngắn bởi được điểm trang bằng những chiếc nhẫn vàng to sụ giọng nói khàn khàn đùng đục khiến cho những âm sắc mà ông ta phát ra như được phủ một tứ nước béo một cái hớt hàm kể cả gió xét mấy người ngồi đây làm gì và trong khi liên còn lúng túng chưa kịp đối đáp ra sao thì bà mùi đã nhanh nhở dạ ông cho chúng cháu ngồi nhờ qua đêm chúng cháu chờ chuyến tàu ngược dân buôn chuyến hả thúng mùng gì kia dạ không Dạ không buôn bán gì đâu ạ à. Chẳng là quê chúng cháu mất mùa Mấy bà cháu về đây kiếm ít gạo Về cho mẹ con thôi Chẳng dám giấu gì ông Dạch việc Rồi ông ta lững thững quay vào Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo Giờ được đóng sập lại Cũng thô bạo như vậy Dẫu thế Liền vẫn nhận ra một âm sắc Như được phủ một thứ nước béo vẳng ra Có điều không nhát gừng ập ẹ Bà đã cho con Lu ăn súp thịt bò chưa đấy Rồi ông ạ Tê còn mấy chú cho con Nhất là con Rick Có, có cả rồi Sữa ông thọ Tháng năm năm 1988 đấy Súp thịt bò sữa ông thọ Liền khẽ thở dài Tiếng chó bất chợt chu lên Ăn ẳng, dài dẳng Rick, tôi nào Đã bảo tôi mà Này bà xem Con Lu nhà mình có đáng giá không tôi đố bạc biết tại sao nó lên tiếng đấy tôi chịu nó không chịu hơi của mấy mụ nhà quê đang ngồi ngoài cửa đấy một cảm giác chua sót nghẹn ngào đến với liên ừ nếu không có cái hạn hán kéo dài nếu không có lũ sâu đục tân thì cái chân ruộng của mẹ con liên đâu có đến nỗi đã thế hai con lợn trong chuồng đang lúc vỗ béo lớn như thổi bỗng dở trứng Mài lo cho lợn liền quên cả việc chăm cho đứa con út rồi hết tiền mua cám đã phải bán tống bán tháo rồi con ốm cũng lên sởi thôi nhưng mọc ngược may phúc nhà còn nên cũng qua dẫu vậy cách sởi nảy cái ung một nách ba con với bà mẹ già chồng thì ở xa biển biệt mãi tận biên giới mà cũng chẳng đánh thư về thế cho nên đã túng, đã bấn, lại càng túng bấn thêm. Cô Liên, nghĩ gì mà thần người ra thế? Tiếng bà mùi khẽ khàng khiến Liên thẳng tốt. Dạ, dạ không ạ, cháu không nghĩ gì đâu. Cô còn trẻ, còn tôi thì già rồi, đắng cay, ngọt bùi cũng đã trải qua. Vui thì ít, buồn thì nhiều. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là thế này cô ạ. Ở hiền thì gặp lành. Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy chẳng may cái vận hạn nó đến với mình rồi cũng qua bà nhỉ ừ phải rồi thế đợt này cô mua được bao nhiêu gạo chắc cũng phải vay nóng của mụ khương dê vâng những ba mươi phân đấy nhưng vậy còn hơn cũng còn có chỗ mà vay cháu mua được bốn yến bảy con cô thỏa có ba yến thôi bà ạ nhà cô ấy ít khẩu hơn nhà cháu 4 yến 7. Thôi, cứ tính 40 với 3 là 70. Thêm 7 vị chi là 77 cộng với tôi nữa, kém 8 miệng, bỏ tròn 3 chục. Thế ra mấy bà cháu mình cũng được hơn tạ đấy, cô nhỉ. Vâng, 105 cân bà. Mà sao cô tỏa giờ này chưa về? Nó có bảo với cô là đi đâu không? Có bà, cô ấy đi thăm ông cậu ốm ở khu quỳnh vâng quỳnh quỳnh lôi thì phải lúc chiều còn ít tiền cháu đưa nốt cho cô ấy để nó mua hai hộp sữa ngày đầu nhà ông cậu vợ chồng cán bộ mà cũng thiếu lắm nhưng chân tình mà cũng quý cháu ừ cán bộ nhà nước thì lấy đâu ra giàu với có ở hà nội nên mới không bị đói vàng mắt ra đấy thôi đất thủ đô mà còn thế thì bà cháu mình có xa vào cảnh cơm đường ngủ chợ cũng là phải tôi cô ạ và bây giờ mấy giờ rồi cô nhỉ cháu cũng không rõ nhưng chắc cũng khuya rồi vậy tôi chợp mắt lúc nhé cô chịu khó thức khi nào buồn ngủ nhớ gọi tôi à mà còn ít khoai lang cái tình nhà tôi nó đồ lên ăn ngon đáo để cô ăn đi cháu không đói bà ạ thực ra từ chiều đến giờ Liên mới chỉ có mấy củ khoai lang như dễ dền cho vào bụng. Mệt mỏi lo lắng với bao điều nên cô không cảm thấy đói mà thôi. Liên đưa mắt theo dõi dãy phố vắng mà cũng là chợ vốn ở kề ga mới sự sầm uất nhốn nháo có lẽ chỉ cho đến khuya vắng như thế này mới thừa tớt người qua lại. Liên cũng còn biết ở dưới những mái hiên dưới những mái lều chợ chống hua chống hoác kia không ít những người cùng cảnh như mấy bà cháu liên ngồi vật vạ qua đêm mong sau trời sáng để lên tàu để ra bến ô tô mà về nhà dẫu siêu vẹn đổ nát thì cũng là nhà mình tới liên về các con sẽ mừng lắm đây ờ vẫn biết ăn bữa sớm và lò bữa tối nhưng bữa đầu liên phải nới tay đong ra một ít cho con cái nó ăn một bữa thật no mới được. Ý nghĩ ấy làm Liên vui hơn, vơi đi phần nào mệt nhọc. Liên vẫn ngồi thu lu, mười ngón tay gầy đen đùi vòng qua gối đan vào nhau. Một cơn gió chợt lúc nửa đêm thổi tốc tới, mang theo cái tanh tưởi ôi ngột. Cách chỗ Liên ngồi không xa, một chiếc máy nước công cộng mà chiếc khóa đã bị trờn không vào hết răng nên cứ nhỏ giọt một âm thanh đều đều buồn nạt có ai đó chợt nói mê ú ớ rồi có ai đó nghiến răng kèn két lại có ai đó chợt cười sặc sụa dãy phố vắng càng vắng thêm như giải thêm hùn hút trong ánh điện mờ tỏ nhập nhọn. liên chợt dùng mình một cái gì đấy lành lạnh chạy dọc sống lưng liên linh cảm như có một điều gì đó không may đang vật vờ bao quanh cô và mấy người cùng quê. Hay phải chăng cái cảnh cô quạnh nơi đây, nơi đất cách quê người đã tạo cho Liên cái cảm giác buồn chồn đó. Có tiếng lạch cạch vọng lại, Liên nghẹn cổ. Cô nhận ra có hai bóng người đang dắt xe đạp đi lại phía cô. Đúng hơn, trước khi nhận ra hai cái bóng, một cao một thấp Cô đã thấy họ xăm xăm, dẫm bừa, đè bừa lên cả chân, cả tay những người nằm vật vạ trong quán, trong mái hiên. Cô nhận ra ai đó. Giọng ngáy ngủ, khẽ nồng cự cự một cách yếu ớt. Mặt vừa trả mũi, sao lại đi bừa thế này? Ơ, ờ, mấy cái nhà anh này lạ nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt, vào đây làm gì? Im mồm, đây là đường, là chợ, có phải nhà của chúng mày đâu. Muốn gì? Và bây giờ, hơn cả cái giọng nói xăm xăm bậm trợn, là hai khuôn mặt nhờ nhờ, trắng trắng đen đen. Trong ánh đèn đường lắc lư nhập nhọa, sừng sững trước mắt liền. Một trong hai người, mồm nói chân đá vào những bao gạo, mặt thỏa đang gối đầu lên đó. Cái gì trong này thế? Dạ gạo, đóng thuế, đóng má gì chưa? Có nhiều không? Dạ không có mấy đâu các anh Mấy bà cháu gom góp Mới mua được có chừng này là hết tiền rồi Còn đang lo không đủ tiền tàu về đấy Các anh ạ Bao nhiêu cả thấy Dạ hơn một tạ thôi ạ Như một cái máy Liên trả lời những câu hỏi Mà Liên cũng chả biết Mình vừa trả lời những gì Tại sao phải trả lời Vốn thật tà chất phác Với lại liên nghĩ chắc họ là phòng tuế tương nghiệp gì chăng họ có nhiệm vụ chứ bỗng dưng ai hơi đâu mà đi mà hỏi lúc đêm khuya khoắt như thế này có họa là điên này nhà chị kia cho cánh này gửi con ngựa ở đây một lúc ngựa nào kia ngựa là chiếc mi pha đây bọn này phải đi làm nhiệm vụ cô hiểu chứ cũng chẳng cần xem liên có đồng ý hay không một trong hai người đã nhấc bổng chiếc xe lên dựa vào bức tường gradito đen trắng sau khi đã vòng tay lấy chiếc chìa khóa càng cua vào ổ gọn sắc một âm thanh vang lên cùng với tiếng tách à chị tên gì nhỉ tên là liên ạ chị quê ở đâu tôi ở lập thạch vĩnh phú hai người thanh niên lững thững quay ra liên nhìn theo họ cô đứng dậy để lại chiếc xe ngay ngắn rồi cô khẽ nhấc đầu thỏa vuốt lại mái tóc con gái rối tung ái ngại nhìn hai bà cháu đang mê mệt trong giấc ngủ đường hai người thanh niên đã ra tới đầu chợ rẽ phải đột ngột mất tâm trong cái ngách sâu hút phải công nhận thằng bạn này khá nó tính đường đi nước bước đâu vào đấy mà nó học đâu cái mẹo ấy nhỉ Bằng tiếng lăn lộn ở ga này mà tao không nghĩ ra chịu đấy Nó cũng như bọn mình thôi Mẹo này của thằng nó mới gặp Ai đấy? Tao không biết Nhưng nghe đâu dân Hải Phòng À Dân Cảng lại đi một lẽ rồi Mà thằng này chắc dân sưng Sao mày biết? Thì bạn mày Hùng gấu Cứ có phải tay vừa đâu Mà tao xem Nó có vẻ Nể thằng kia Vậy là công việc cò mồi chân ngũ của tao và mày coi như xong. Nhưng chẳng hiểu sao, tao cứ thấy thương thương cho cái chị nhà quê kia. Thật thà chất phác. Thôi, mày dẹp đi cái mớ đạo đức vay mượn cho tao nhờ. Đời là tế. Tao hỏi mày. Có đúng không? Có đúng là mày đang cay cú theo đến cùng con đề kép. Thì tính sao? Tiền đâu? Hay định đánh bằng nước bọt? Nó nghe à? Rồi nữa Cả tao và mày đều cháy túi Tay không ngồi với chiếu của anh em Nhà hắn chắc Cũng phải nhờ vào mấy cái mụ nhà quê Ngờ ngày kia Mới có tiền chứ Mày nói đến anh em nhà hắn Tao lại cay Nhưng cũng là vận đen quá thôi Mày tưởng vậy Đã là cờ bạc Thì đen với đỏ Chỉ là một phần Trường vốn à? Cũng có thể nhưng đừng quên điều này Đã là cờ bạc Thì bao giờ cũng đi liền với bịp Cờ gian bạc lận mà Thằng nào cao tay hơn thì thắng Mày không tính chứ Qua mắt thế nào được tao Lúc vơ bài Nó lát tao biết chứ Vậy mày vẫn chịu Sao không chịu Chỉ có tao và mày thì ăn nhầm gì Và lại lúc ấy Nghỉ cửa Chỉ vào nước nên cho qua nhưng không sao Thua keo này Bảy keo khác Nhưng phải nhiều hơi đấy Cờ bạc ăn nhau về sáng Mày đã chả từng nói thế là gì Ừ Có nhiều hơi thì yên tâm Nhưng lần này Phải kéo thằng Hùng vào sới Chắc thắng Mày tin vậy à Chứ sao Với thằng Hùng Được thì nó vơ Bật sới là nó vổ Chấn liền Liều lại đông anh em chiến hữu Ai mà chẳng ngán Thế mày không nhớ chuyện Một mình một phay Nó băm bọn kia Đấy Cái vết sẹo ở môi trên Gần nhân trung Là kỷ niệm trận va chạm đó Có vậy Nó mới gọi là hùng gấu Có tiếng sáo mồm vút lên trong phố vắng Cả hai đều nhận ra người quen Giờ không chỉ là hai Mà là bốn khuôn mặt Không hề giống nhau Nhưng lại hệt nhau như được đúc ra từ một quân Đó chính là sự bất lương Được liên kết với nhau bởi một mục đích duy nhất Đó là tiền Và vì thế chúng không từ một thủ đoạn nào Miễn là có tiền để ăn nhậu đập phá Đĩ điếm cờ bạc Bốn đốm lửa cùng với khói thơm lan tỏa Hắt lên những vùng tối sáng Của từng khuôn mặt trơ chẽn lì lợm Thế nào rồi? Đúng như sách Bọn nhà quê ấy có mấy người Có ba Toàn người già, phụ nữ cả tôi Càng dễ Ngoài gạo ra có gì nữa không Tầm rồi Có lẽ không còn gì Dân đói vĩnh phú mà Khoảng mấy tạ Có một tạ thêm năm ký Có vậy thôi à Mà sao biết chính xác Khảo thì họ xưng thôi Vậy thế này Bây giờ một trong hai đứa sẽ trở lại Lấy chiếc mi pha có hai chị à tốt cứ lẳng lặng dắt ngựa về mấy mụ nhà quê nếu ngủ mệt mày lấy nó không hay càng dễ cho bọn tao còn không cứ đàng hoàng lấy về lấy được xe mày vù luôn điệu bộ sao cho nhớ nhắc khẩn trương một tí sau đó đến mày mày đến và xin lại cái xe vừa gửi thằng kia đưa lại cho mày một cái chìa khóa xe dĩ nhiên còn xe mẹ nó đâu mà cuỗm đấy công việc của bọn mày chỉ có vậy Còn châm ngòi cho nó nổ Nói cách khác là cưỡng đoạt nhãn nhụi số gạo đó Hơi tiếc là chỉ có bằng cách phạt vạ tụi nhà quê ấy Là phần việc của bọn tao Kể cả việc tiêu thụ Thế nào? Đồng ý cả chứ Vậy thì đi thôi Sao? Ăn chia à? Được Nhưng không phải lúc này Đây Mỗi thằng cầm thêm một điếu nữa mà đốt Mày còn tiền đấy không? Còn à? Vậy sang cho bọn nó một ít đi. Bọn mày nhớ đấy. Chỉ là tập dượt có con. Một thứ vui chơi có thưởng. Tám giờ sáng mai gặp nhau ở nhà lão sinh thổi kèn. Nàng tiên nâu vẫn là tướng. Thế nào? Nhật trí chứ? Nhật trí. Dường như cùng lúc tiếng nhất trí ấy được bọn phụ họa với một ham muốn một tém khát bệnh hoạn không có gì cưỡng nổi. Và cũng chính vì thế, cái việc toan tính cho mỗi tội ác ngày một lấn sâu và con đường phạm tội khó có thể tìm được ra lý do để biện minh. Đâu phải vì trẻ tuổi đua đòi, lại càng hoàn toàn không phải do môi trường, đói ăn vụng, túng làm liều. Không thể phủ nhận điều này, nhưng cũng đừng quên rằng, đói cho sạch, rách cho thơm, việc phạm tội với bọn này dường như là điều tất yếu không phải chỉ khởi đầu bằng vụ cưỡng đoạt gạo có bài bản như thế này mà có quá trình là một điểm trượt của vết trượt dài liên tục của đời không hề tính không thèm tính đến hậu quả ấy là bản chất của chúng cứ xem cái việc đi ăn cướp mà chúng lại coi là một thứ vui chơi có thưởng cũng đủ rõ cái bất cần nếu không muốn nói là sự tách đố đối với đời. Bốn tên chia làm hai ngả, hai đi bộ thùng tẳng, đứa nọ cách đứa kia một quãng hướng về phía chợ Ngô Sĩ Liên. Còn hai nhảy lên chiếc xe Honda 67, Rổ máy vọt về phía quốc tử giám. Thế nào chung súng đạn sẵn sàng đấy chứ? Vẫn yên tâm đi, vụ này ăn nhằm gì? Giết gà, Cần gì tới ra một châu Có nghĩa là vẫn là phần việc của tao Chứ sao Tập dượt mà Nhưng yên tâm Có hậu vệ tòng đấy rồi Tiếng của chúng Chìm trong tiếng Honda nổ sòn Trong tiếng vang khô Buồn Của người tẩm quất đêm Đang chống ngợi Của quạng Đi giữa lòng đường Trường Công an Phường Văn Miếu Tiểu tá Lưu Đức Dường như bao giờ cũng vậy, thường có mặt ở trụ sở sớm nhất, không chỉ vì nhà riêng anh ở gần phường, mà là do trách nhiệm cùng thói quen dậy sớm của mình. Dậy sớm và làm những động tác thể dục cần thiết vốn được đức duy trì từ khi Đức còn là một binh nhì, một anh lính nghĩa vụ trẻ măng. Đến nay, gần 20 năm đã đi qua, đức vẫn duy trì thói quen đó. Tuy thuộc vào lớp nhiều tuổi, lại ở cương vị phụ trách nhưng trông anh vẫn còn trẻ Vẫn giữ được cái dáng dấp tư sinh Trắng trẻo đẹp trai Nhưng thực ra Đó chỉ là vẻ bề ngoài Ẩn tang một sự từng trải Nhanh nhận trong công việc Mà cũng đúng thôi Là trưởng công an của một phường trọng điểm Của quận Không thể không có những tố chất như vậy Sớm nay cũng vậy Sắc phục chỉnh tề Bước chân vào trụ sở Cũng là lúc đồng hồ chỉ 7 giờ 35 phút một thanh niên có khuôn mặt sương sương sắc sảo phong trần mặc áo phông quần bò thấy đức vào vội đứng dậy chào anh đức gật đầu chào lại đồng chí sáu đâu anh hỏi đồng chí cảnh sát trực ban đang ngồi sau chiếc bàn báo cáo anh sáu ở trên gác khi đức lên tới gác căn phòng rộng anh thấy một trong ba người phó của mình thượng úy dương văn sáu đang ngồi đăm chiêu vẻ suy nghĩ trước mắt sáu là những tờ giấy trắng với những dòng chữ viết nghiêng tình hình trực đêm qua thế nào có gì không được chỉ sáu có anh ạ thấy sáu định báo cáo đức ngăn lại khi anh nghe thấy tiếng chân quen thuộc của đường phan hiếu bên đó là giọng nói trầm trầm rất vang của nguyễn sĩ lập nào chúng ta cùng nghe luôn đồng chí sáu báo cáo đi một giờ mười lăm phút đêm hôm qua trong khu chợ ngô sĩ liên xảy ra một vụ cưỡng đoạt tài sản người bị hại đã đến đây báo họ cùng ba người quê ở vịnh phú tài sản bị cưỡng đoạt là một trăm linh năm kg thủ đoạn của bọn lưu manh mới và xảo quyệt sau đó ba tiếng đồng hồ lúc bốn giờ mười lăm hai cảnh sát trật tự đi tuần tra đến ngã tư nguyễn khuyến cửa 5 gặp hai thanh niên Dắt một chiếc Honda 67 màu đỏ Thấy khả nghi Được chí Vượng và Tú kiểm tra giấy tờ Một trong hai người thanh niên đó Đưa ra một thẻ học sinh Do không có kinh nghiệm Nên trong khi cả hai Còn chăm chú xem xét Thì bọn chúng đẩy chiếc Honda 67 Biến chiếc xe Thành vật cản rồi bỏ chạy Bởi giờ sáng nay Chủ xe mang theo giấy tờ sở hữu Và xin nhận lại xe Cũng là người anh em mình biết cả Ai đấy? Đức hỏi Và khi Sáu chưa kịp trả lời Thì Hiếu đã đáp Tay này là con ông Hải Ve Người trong quận nhà ô chợ dừa Thảo nào Lúc ấy tôi anh chào Tôi còn ngờ ngợ Hình như đã gặp ở đâu đó rồi Thế ra là con ông Hải Ve Vậy đồng chí giải quyết ra sao? Tôi trả lời Mặc dù biển kiểm soát số khung, số máy đều đúng Chủ xe cũng là chỗ quen biết Nhưng trả lại ngay thì không được Phải có ý kiến của đồng chí phụ trách Tôi xin nói thêm Chị phụ nữ bị cưỡng đoạt gạo Có khai Là bọn chúng đã dùng một chiếc xe Honda Để chở gạo đi Tôi cũng đã cho đối chứng Với chủ xe Thì chị ấy bảo không phải Còn chiếc xe Chị ấy nói rằng Vì trời tối nên không nhìn rõ màu Và lại cũng không biết gì về xe máy cả Mọi cái đều có thể xảy ra Đức chậm rãi Ngón tay của anh gõ nhẹ nhẹ lên bàn Động tác quen thuộc Khi anh có điều gì đó suy nghĩ Ý kiến của đồng chí thế nào? Thấy câu hỏi của Đức Lại thấy ánh mắt hướng về mình Trung ý đường Phan Hiếu Phụ trách hình sự của phường liền đứng dậy Thay vì cho việc trả lời câu hỏi Của người phụ trách Hiếu rời chỗ Đi nhanh xuống dưới nhà Một lúc sau Hiếu quay trở lại Trải mấy sợi tơ bằng dứa trên mặt bàn Những cái này tôi gỡ ra từ chiếc đèo hàng Của chiếc Honda 67 Đây có thể là một chứng cứ Bất chợt Hiếu quay về phía sau Anh Sáu Chủ xe nói tên cậu ta cho mượn xe không? Có chứ Cho cậu Hùng ở phường mình mượn Hùng Gấu ở 12B Ngô Sĩ Liên Lại Hùng Gấu à? Cùng với mấy tiếng đó Khuôn mặt Hiếu chợt đanh lại Phụ trách phần công tác hình sự của phường Anh không lạ gì hùng gấu Mà có lẽ chả riêng gì anh Hai ngón tay của Hiếu Cứ lật đi lật lại Mấy sợi tơ bằng sữa Tâm tâm anh Thực lòng Anh không muốn hùng gấu dính vào vụ này Đơn giản thôi Cậu ta mới ra tù Sau vụ ăn cắp xe đạp Và bị bắt quả tang Khi tiêu thụ ở chợ rời 18 tuổi nhưng không ít tiền sự tiền án Nhưng nếu quản nhân Vẫn ngựa quen đường cũ Thì không được Anh ngẩng lên hướng về phía trường công an phường Đề nghị Anh cho tôi thụ lý vụ này Được Thế này nhé Đồng chí 6 tiếp tục làm việc với chủ xe Yêu cầu viết bản tự khai Cần chính xác và trung thực Chỉ có vậy ta mới có cơ sở Hoàn lại xe Với thời gian nhanh nhất còn Vũ cưỡng đoạt 105kg gạo Trước mắt tôi đề nghị hai việc Một gặp lại mấy bà con bị hại Xem họ có khó khăn gì trong việc trở về Cái này đồng chí lập lo Còn đồng chí Hiếu Cần phổ biến ngay thủ đoạn của bọn này Qua hệ thống truyền thanh của phường Để cho nhân dân trong phường Đặc biệt là bà con vãng lai Ở ga B này được biết Các đồng chí có ý kiến gì không? Dạ không Vậy ta tiến hành Đồng chí Hiếu ở lại làm việc với tôi Thấy Sáu và Lập đứng lên Đức nói tiếp Đồng chí Sáu Này Nếu thấy Ngô Cúc ấn đến Báo đồng chí đó đến gặp tôi Cả đồng chí hợi nữa À mà quên Có ấm trà ngon móc câu Chính cống đây Ngồi chéo kheo Trên chiếc đôn mặt tròn Chân cong bằng gỗ lát Thủy một tay lơ đãng, cuối chiếc thẻ inox bé xíu trong tách cà phê đen đặc sánh, có tay kia với những ngón tay búp măng trắng xanh, móng của nó đã được nhuộm đỏ và khum lại một cách thở ơ trên chiếc gạt tàn màu trắng, điếu hero tàn dài quá nửa, dựng lên một vệt khói mỏng tang, và vị tơm tơm ngai ngậy, vô vị và chán ngấy và đắng cay và giận hờn. Tất cả những điều đó ùa vào khiến Thùy càng cảm thấy trống vắng. Thùy biết những giây phút Thùy được cô đơn như thế này thì cũng chính là những giây phút đánh thức những kỷ niệm buồn vui, cay đắng, ngọt ngào để rồi chua chát mà rút ra cho mình sự an bài. Thế đấy, sự an bài của một phụ nữ. Phải rồi, Thùy đâu còn là một cô gái mà tuổi đời được đánh dấu bằng một số 20. Còn số 20, những cũng có thể 25, thậm chí 30 tuổi nữa kia. Nhưng cái đáng sợ không phải ở chỗ đấy. Những vòng tròn uể oải, những tiếng va đập cố hữu quen thuộc của chiếc tỉa với chất men màu cà phê đen sóng sánh. Thùy với bàn tay lấy bao hê rô. Ngọn lửa ga vàng xanh dựng đứng. Thùy rút một hơi thật sâu rồi nhấc ly cà phê lên. Vị cà phê thơm ngậy ngậy, không hề có bơ cũng như đường Thói quen uống cà phê kiểu này Đối với Thủy từ lúc nào Thủy không nhớ nữa Đúng hơn, không muốn nhớ nữa Nhớ để làm gì Lại một hơi thuốc sâu Được rít vào trong phổi Và làn khói mỏng được nhả ra Từ hai cánh mũi mỏng thanh thanh Khuôn mặt trái xoan tái tái của Thủy hơi ngửa ra sau Với một cảm giác tê đắng Và trong cái vắng lặng Của căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi này cô chợt hiểu rằng không có một cái gì thuộc về mình cả chiếc tủ ly kia cái tủ gương ba buồng cánh cong kia chiếc vô tuyến màu kia ngay cả chiếc giường đôi thậm chí ngay cả bao hero còn quá nửa cả ly cà phê sóng sánh màu đen này nữa tất cả những thứ đó đều không phải của thủy mặc dù cô và mấy người khác nữa đã góp cho chúng chạy về đây nhanh hơn nhiều hơn. Chúng chỉ là phương tiện để cho tùy hành nghề. Nhưng cũng chính vì đã quá trai sạn với đời, vì chấp nhận mọi kiểu truy hoan, trung đụng. Thùy hiểu rằng, ở tuổi 20 của mình, cái đáng sợ nhất đến giờ đã thấm vào máu. Chính là chỗ Thùy không thể thay đổi những thói quen đó. Vợ chồng lão chủ đã nói đúng. Cô hãy về với đường phố, với chỗ cũ của mình đi. Ừ tôi biết Gia đình với cô là vô nghĩa lý Với đường phố cô bất chấp Phất tỉnh dư luận Như cô đã từng nói Nhưng cô phải sống Phải tồn tại Cơm rau muống với cả là thường xuyên Đậu phụ rán cháy là hãn hữu Còn thịt tả Có lẽ là chuyện cổ tích Dẫu mỗi tháng chỉ một đôi lần lèo tèo Vài miếng bạc nhạc Cô tưởng với lớp 12 Giờ giang của cô với cái xuân sắc của cô Là nhất Thì cô lầm Ôi kỹ sư bác sĩ Cả phó tiến sĩ giáo sư Không thể có mức sống Như các cô hiện nay Cô có phải đụng chân đụng tay Đến cái gì không Mà vẫn có thịt cá Vẫn có rượu ngon thuốc thơm Nước ngọt đều đều Các cô cứ thử ra khỏi đây một ngày thôi Là thấy nhau ngay Cô tưởng là sẽ có nơi giấc cô chăng cô có thể hành nghề một cách ngang nhiên chăng? Có gì đảm bảo cho các cô là các cô sẽ không bị túm, bị đẩy lên chiếc xe mang số 997 của công an? Cứ thế, cứ một điệp khúc, cứ một cuộn băng, nhỏ nhẹ, chậm rãi, vừa đánh vừa xoa của vợ chồng lão chủ, khiến cho Thùy hiểu rằng, với Thùy, thế là hết. Thùy chỉ còn một con đường, một nghề, dưới sự giám sát của một kẻ có sự khôn ngoan của con cáo sự tâm hiểm của loài rắn lục và sự điên khùng của một con chó dạ cũng có lúc cô tự hỏi tại sao cho đến giờ cái ổ này vẫn còn là một ô vuông an toàn chưa bị khui ra vì nó kín cổng cao tường ở sâu trong ngõ hay là vì hầu hết những chủ nhân của chung cư này đều là những cán bộ vốn ở sống khép kín, không hay dò ngó. Bà lão chủ nhờ một phép mầu nhiệm may mắn. Lão đã lọt vào đây bằng một hỏa hồng có giá. Ừ, mà toàn nhìn, hắn toàn tiếp xúc với hắn. Ai dám bảo cái anh cán bộ về mất sức kiếm sống thêm bằng nghề photocopy ở ngã tư là chủ nhà chứa. Dòng dòng cao, quần áo lúc này cũng tặng nếp, ăn mặc giản dị lại nói năng tử tốn rất chi là lịch sự cái mã ngoại ấy đã tạo cho hắn một vỏ bọc còn tùy cô đâu có nhầm lẫn mỗi khi nhìn vào khuôn mặt trắng xanh có đôi lông mày đen như mực tàu với cặp mắt hay liếc trộm đặc biệt là những ngón tay vuông cứng mà lại lạnh lạnh lúc nào cũng nhấm nhớp mồ hôi sộc vào những chỗ kín đáo nhất của mấy cô bạn tùy Xem họ có giấu tiền của khách đưa không Không Hắn không hề lợi dụng Lại không hề đi tìm khoái lạc Bởi con mụ phốp pháp Và hừng hực Lúc nào cũng long lên Sẵn sàng nhảy sổ vào ai đó Mà cắn mà ngoạm Vì dám liếc mắt đưa tình Với thằng chồng của mụ Và lại mụ cũng cho hắn Hai đứa con Một gái một trai Mà hắn luôn kỳ vọng Bởi hình như đã có một lần một ai đó trong đám bạn bè hỗn tạp của hắn có biết võ vẽ tử vi đã lập cho ái nữ của hắn một lá số và khẳng định sau này vợ chồng hắn sẽ được nhờ vào cô con gái không phải bằng tiền mà có cả bằng danh vọng cô ta sẽ nổi tiếng nhưng nổi tiếng với cái gì thì bạn hắn không trả lời thẳng chỉ lấp lửng một sự lấp lửng về tài năng cũng như thần tài luôn luôn bảo trợ cho cô con gái với hắn là điều cần thiết quá đủ nếu không nói là mãn nguyện khi tính đến đoạn hậu vận nhưng lúc ấy thùy chỉ cười thầm nhưng trong cô ánh lên sự thích thú vì đã được đền bù được trả thù bởi chính ái nước của hắn đã được ông thầy tử vi kia đoán vừa xem khá kỹ trong tiếng cười dâm đãng của ả à. với tùy Hắn chưa một lần giờ trò thô bạo Hắn giữ khoảng cách Bởi hắn biết Không bao giờ Thùy giữ lại tiền Nhưng Thùy cũng hiểu rằng Cái khoảng cách kia Rồi cũng bị phá vỡ Một khi công việc của vợ chồng hắn tới Một khi khách trả cho Thùy Không phải là những tờ bạc thông thường Sẽ là ngoại lệ Và kèm theo ngoại tệ Có thể có một thứ kỷ niệm nào đấy Bằng hiện vật có giá Chào ôi Thùy cứ nghĩ đến cái cảnh Những ngón tay nhơm nhấp, Thô tục kia Sọc và da thịt Thùy Thùy sẽ xử trí thế nào Thùy cũng ngây thơ Tới mức tin rằng Cái ổ này sẽ là một ô vuông an toàn Thọ được lâu Chẳng chóng thì chảy Sớm muộn cũng bị khui ra Biết thế Nhưng ta cứ để cho một chung cục là như thế bởi cô không đủ can đảm bứt ra Không có lý do để bứt ra Bởi có bao sợi dây vô hình trói buộc Một khi cô và bạn của cô Còn làm lợi cho vợ chồng hắn Thì cũng không thể Mà rút ra khỏi cái ổ quỷ này Bởi hắn cũng có mạng lưới tay chân Ấy là những đứa Chuyên dẫn khách cho bọn Thủy Bọn chúng có màu Và một khi màu được trả giá Được trồng cao thêm Thì bọn này sẽ là những cái loa Để mách cho thân nhân, cho cơ quan của họ. Với tùy, một khi những lá bùa yểm kia không có tác dụng, chúng lại có võ khác, mà chỉ thoáng nghĩ đến, Thủy đã dùng mình. Phải lắm, chúng có thể rạch mặt, thậm chí có thể hát axit. Thùy làm sao có thể lường hết nổi, toàn tính hết những mưu đồ của lão chủ, ẩn sâu trong cái khuôn mặt trắng trắng nhờ nhờ, với ánh mắt hay nhìn trộn, như một thứ chó phản chủ Bất thần, ngoạm một cái Rồi cong đuôi chạy mất Thủy cũng có bố mẹ, em trai Nghĩa là cũng có một gia đình Một gia đình với định nghĩa Là có nơi ăn, trốn ngủ Có chỗ đi ra đi vào Như thể một bài toán có nhiều cách giải Nhưng chỉ có một đáp số Đúng rồi Gia đình với Thủy chỉ là những phép tính cộng Không hơn, không kém Đã nhiều lần Thủy không có thể làm sao cắt nghĩa nổi Mẹ Thủy, một người gốc Hà Nội, có nhà cửa đàng hoàng, lại đi lấy cái người mà Thủy buộc phải gọi là bố. Mà kể cũng lạ, ngay từ hồi mới lọt lòng, ngay từ hồi mới bé tí, hệ cứ nhìn thấy ông ta, là Thủy khóc ngằn ngặt. Ông ta cũng chưa bao giờ bế ám Thủy, dù chỉ một lần, dù chỉ trong chốc lát. Cái xa cách bẩm sinh giữa bố và con ấy lại được đền bù bằng sự chăm bẫm, quyền uy của bà ngoại. Phải rồi, bà ngoại chứ không phải mẹ Mà làm sao mẹ lại có thể nhẫn nhục, chịu đựng Nhẫn nhục chung sống với một người như thế Và đã cho ra đời Không chỉ một sản phẩm Mà còn thêm một đứa con trai Có tên là Dũng Cách Thủy 7 năm Khi ấy bà ngoại của Thủy đã mất Và cũng chỉ khi ấy Thủy mới hiểu rằng Rồi đây mẹ con Thủy sẽ chỉ là những cái bóng bên cạnh một người chồng một người cha mà sự buồn xỉn, ích kỷ, dường như mang tính bệnh hoạn. Sự tô bạo roi vọt dành cho con cái mang tính chất trả thù. Mặc dù kẻ cũng lạ lùng, chưa kể bao giờ ông ta đánh thủy. Sự đánh đập chỉ dành cho thằng Dũng. Ông ta đánh, im lặng đánh, không la hét, không giảng giải. Và như thế, có nghĩa là Dũng đang phải câm nín càng phải oằn người sau mỗi lần cánh tay với cái roi mây của ông ta vút lên. Nhưng tệ hại hơn cả, những điều ấy là thói đạo đức giả, được ngụy trang rất tinh vi, mà Thủy đã nhận ra. Thủy không biết quan hệ của ông ta với đồng nghiệp ở cơ quan như thế nào. Nhưng rõ ràng, chưa một lần nào Thủy gặp đồng nghiệp của ông tại nhà, trừ cái lần bà ngoại Thủy mất. Mỗi lần ở nhà, Thủy có cuộc họp tổ hai họp nhóm của bà con dân phố mà ông ta là tổ trưởng kiêm bí thư tri bộ thì phải. Rồi cũng để khẳng định sự trưởng thành của mình, để phản đối sự nhẫn nhục của mẹ, để phản kháng, khinh bỉ, thói đạo đức giả của bố. Nhất là khi Thủy hiểu rằng Thủy không phải là con của ông ta. Và cái mặc cảm, mình là đứa con hoang, không có bố. Thủy đã bỏ nhà vào những tháng cuối năm lớp 12 để sống lang bạt bụi đời bởi khi ông ta lấy mẹ thì mẹ đã có mang ba tháng cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là một sự thỏa thuận mặc cả từ đó đến nay đã ba năm ba năm mối liên hệ duy nhất cái sợi dây mỏng manh của thủy khi hướng về gia đình với những kỷ niệm thời tơ ấu với những hàng cây cơm nguội với căn buồng im ắng tối om bà ngoại vẫn ngồi và kể cho Thủy nghe Biết bao là chuyện cổ tích Có lẽ Còn đứa em trai kém Thủy 7 tuổi Nó 13 Mà còi cọc nhút nhát Nó có bố mẹ Mà sao nhìn nó cùi cút Thỉnh thoảng Thủy đã gặp em đi ở cổng trường Lúc trên đường đi Thủy mua cho em những thứ khác Nhưng tưởng là Dũng không nhận Và khi Thủy nại ép Thì nó mắt trước mắt sau thậm chí ngay cả đưa nó vào quán ăn giải khát nó cũng nhợt nha nhợt nhác như sợ ai nhìn thấy một lần mà cũng tháng trước thôi thùy đã gặp nó cô lấy trong tiếc túi sách con của mình một chiếc mũ lưới tề tao màu xanh nước biển nhìn cái mũ ngắm nghía hàng chữ mà chắc chắn nó cũng như thùy không thể hiểu nội dung Bắt dũng sáng lên nó đưa lên đầu đội thử Lòng thủy chợt nao nao Nhưng giờ bất chợt Dũng nhấc mũ ra khỏi đầu Ấn vật tận trong túi sách của thủy Nhất định không Không nhận Gặng mãi hỏi mãi Đó mới nhìn trước nhìn sau Rồi bảo Bố sẽ đánh em chết Sẽ không cho em đi học nữa Thủy còn chưa biết làm cách nào để thuyết phục Thì Dũng lại hỏi Phải rồi, những câu hỏi ấy đã vỏ xé tâm can Thủy Làm Thủy nhức nhối chị là gái làm tiền à ai bảo thế không cần ai phải bảo cả em biết hết nói những cậu ấy mặt dũng tái lại vênh lên nhìn mặt dũng lúc đó thì thấy nó giống bố nó thế hệt như hai giọt nước cả cái câu không cần ai phải bảo cả em biết hết cũng là lời lẽ của bố con nó đã mớm đã buộc dũng phải nói vậy mà lúc đó không hiểu sao Thủy đã giang tay thẳng cánh tát dũng nhìn năm đầu ngón tay đỏ hẳn lên trên khuôn mặt xanh nhợt gầy guộc của đứa em trai cùng mẹ khắc bố nhìn cặp mắt mở to ngơ ngác của dũng và từ đó ứa dài những giọt nước mắt thủy đã ôm mặt bỏ chạy thế là hết cái chỉ níu cuối cùng cái hy vọng cuối cùng với thủy dẫu chỉ là bong bóng nước cũng đã tàn vậy là thủy đã không còn gì để mà giữ và cũng không còn gì để mất. Chẳng lẽ Thủy bắt đầu từ đây và kết thúc ở đây? Chẳng lẽ với Thủy chỉ có một con đường, một nghề? Thủy mới có 20 tuổi. Thủy liếc nhìn đồng hồ, uể oải đứng dậy, đi ra phía tủ gương. Cô mở tủ lấy áo. Tấm thân trần lộ lộ. Lúc này, Thủy mới để ý đến những vết xước, những vết đỏ và cả những vết răng mờ mờ ở cổ, nhất là ở ngực cô. Thủy khẽ dùng mình, không phải vì sợ hãi mà vì chua chát nhận ra những dấu tích chung đụng với khách. Nhưng đồng thời, trong cô cũng lóe lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi, đánh thức trong cô, cái máu phiêu lưu mạo hiểm. Thủy đã gặp hùng gấu và chung. Rồi cũng chỉ sau một lần, sau một đêm truy hoan với hai con sói, Thủy hiểu rằng chính mình có được một phần nào đảm bảo sẽ chẳng có ngại ngần cái bọn đàn em cái bọn dẫn khách của vợ chồng lão chủ đâu phải vì cái vẻ lầm lầm hùng hục của hai đứa lại càng không phải chỗ điểm nhiên tỉnh khô đặt khẩu súng ngắn k năm tư ở trên bàn trước khi cả hai đứa cùng nhảy sổ vào thủy phải rồi với hùng gấu vật chung cả hai sẽ sẵn sàng nhảy sổ và bất cứ cái gì đó mà không hề toan tính mảy may đến sự trả giá. Đây là hai đứa mang cái mạng sống của mình ra đùa cợt thách đố, mà đã thế thì cái mạng sống của người khác có là gì? Nhất là khi cái vật gớm ghiếc cái khẩu súng k năm tư kia lúc nào cũng thủ trong bụng một trong hai đứa. Thủy cũng hiểu rằng quan hệ với hùng gấu và trung còn có nghĩa là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Có điều cái vỏ dừa kia chưa đến, mà cái vỏ dưa thì đang ở trước mắt. Thủy không muốn chung cảnh ngộ như con Duyên, con Lam bị ấn vào chiếc xe mang số 997 để đến một trại cải tạo lao động nào đấy. Thủy càng không muốn cái cuộn băng của vợ chồng lão chủ trở thành sự thật, dành cho số phận cô. Thủy lại nhìn đồng hồ, tại sao giờ này vẫn chưa thấy cái huyền đến nhỉ Kệ Dẫu sao thì giờ trực của cô cũng đã hết Thủy đi nhanh xuống nhà Cô chào vợ chồng lão chủ Và cũng chả buồn nhận Những tờ giấy bạo nhầu nát Những ngón tay nẩn nẫn của mụ Cái ngõ vắng đã ở phía sau Thủy Mọi nhà đã lên đèn Đường phố đông đúc Người qua lại nhộn nhịp Bây giờ mình đi đâu nhỉ Ừ Có lẽ đến nhà cái Thủy hoặc cái liên vận Thủy gọi xích lô Và khi cô chưa kịp trèo lên Chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình Cô quay lại, nhận gian minh Cô bạn cùng xế cửa nhà Thủy Đang dắt chiếc xe đạp Ở một quán cà phê ra Chiếc tay lái lủng lẳng, Chiếc làn mây Đi đâu thế cậu? Mình đi bỏ bánh Bánh đậu xanh à? Không, cao cấp hơn một ít Bánh dẻo, bánh nướng Sao bỏ xa vậy? Thì có phải chỉ một mình bỏ đâu? Ăn thử một cái đi. Cảm ơn. Thôi, mình đi đây. Thủy bước lên xe, nhưng mình giữ tay Thủy lại. Chắc cậu chưa biết chuyện nhà. Thấy vẻ thờ ơ, không muốn bắt chuyện của Thủy. Mình càng nắm tay Thủy chặt hơn, giọng cô vội vã. Chuyện thằng Dũng kia. Sao? Dũng nó làm sao? Nó bị tai nạn, Xe cộ à? Không, bị súng của bọn cướp bắn vải Lạc đạn mà Một tuần nay rồi, nguy kịch lắm Thế bây giờ em mình ở bệnh viện nào? Ở Việt Đức à? Cảm ơn, mình đi đây Tùy đáp nhanh, vội vã Giọng cô càng vội vã hơn Khi cô gọn lọt Buông mấy tiếng với người đạp xích lô Cho đến Việt Đức Vặn lại chiếc đầu van Vứt cái bơm sang một bên Tuy ngẩng tên Tuy ngẩng lên nói về khách Của bác xong rồi Khách cũng chỉ chờ có vậy Ông ta khoảng trên dưới 50 gì đó Và cứ xem cách ăn mặc Giao tiếp cũng biết ông ta Là người tỉnh xa Hay chuyện kỹ tính Và đặc biệt thích góp ý Chẳng hạn thấy trong chiếc tủ đồ nghề Có đống lưới mắt cáo Chỉ lèo tèo trọng trơ Mấy cái ngoài ở Nàn hoa cũ với mấy cái xăm đen Ông ta liền báo với Tuy Sao anh không mua thêm ít phụ tùng Để thay thế đi Vừa tiện cho khách vừa lợi cho mình Hoặc khi nhìn thấy cái nền đá hoa Có một viên bị vỡ Bên cạnh cái đe to tướng Ông ta liền suýt xoa Đá hoa tấy thế này Mà vỡ tiếc thật Sao không cho cái đe ra phía trước cửa Vỉa hè kia Mình còn rộng mà Có cây bảng nữa Hoặc khi thấy tuy vo mảnh giấy báo Xe lửa để bóc miếng vá cũ Ông ta vội nói Lửa lan sang bên Hại xăm lắm đấy chú ạ à. Cho nó gọn gọn vào một chút đi Dẫu vậy Ông ta cũng là người sáng ý Nghĩa là ông ta cũng phát hiện ra Sau một thôi một hồi như vậy Ông chỉ nhận được sự ập ừ Hoặc im lặng Của tay chữa xe đạp Có khuôn mặt với nước da ngăm ngăm Mắt một mí mỏng mỏng Có vẻ uể oải thiếu ngủ Nên ông cũng im lặng Theo mà ngồi sổ Đầu gối quá tai cho chiếc xà cột màu lông bò vào lòng và hút thuốc liên tục. Đưa mắt ra ngoài, ngắm nhìn dòng xe cộ đủ loại đua nhau chảy qua, bóc còi inh ỏi. Và khi nghe thấy câu nói của bác là xong rồi, thì ông khách đứng lên, ông hút thêm điếu nữa, không quên chìa bao thuốc sapa rúng gió mời tuy Cảm ơn, tôi tôi không nghiện. Của tôi hết bao nhiêu đây nhỉ? 500 những năm trăm ông khách nhắc lại mấy chữ đó định nói thêm điều gì nhưng thấy tuy lau tay vào chiếc khăn đầy dầu mỡ xong ném vình về góc nhà lặng lẽ ra phía cửa chống tay lên mặt quầy miệng ngậm điếu thuốc lá đầu lọc chậm rãi Thông thả nhà từng hơi nên ông khách chỉ biết cho tay vào chiếc xà cột màu lông bò lấy tiền ra cũng phải lâu lâu vì toàn tiền hai mươi đồng đã vậy cứ bốn tờ ông ta lại thêm động tác có một tờ gập ngang là năm ông đưa tiền vác xe ra cửa không quên đưa mắt nhìn số nhà nhìn cái biển dài bằng tôn cũ kỹ mà chữ ở trên đó đã bị bong quá nửa chỉ còn mấy chữ hợp tác thống nhất chuyên ông nhảy lên xe miệng còn lẩm bẩm năm trăm một miếng vá với một má phanh đã Hà Nội lại còn cạnh bến xe bến tàu. Tay con rẻ mình nói đúng thật. Chém giả chém. Tiền như là vỏ hến vậy. Giữa ông tặc lưỡi. Dừng mà. Kiếm kiểu nào lại tiêu kiểu ấy. Xem ra cái tay chữa xe cho mình cũng phá lắm. Mà hắn không phá thì con cái hắn cũng phá hết thôi. Của tiên trả địa đâu lại vào đấy. Tuy giết một hơi thuốc lá nữa rồi búng màu toàn thuốc ra cửa. Một bóng trẻ con mặc quần bò, áo phông, mặt mũi nhễ nhãi mồ hôi, chạy sọc vào. Cặp sách đâu? Sao lại về sớm vậy? Giờ ra chơi rồi, bố cho con tiền đi. Để làm gì? Con góp tiền sinh nhật của bạn con. Bao nhiêu? Một tỷ. Sao nhiều vậy? Chín mười tuổi cũng sinh nhật sinh nhức. Tiền đây, biến đi. Thấy tiền bố đưa cả một xếp giấy 20 đồng. Thằng bé dậy nảy lên. Bố đổi cho con. Tiền này con trả ngượng Thì đây. Một tờ. Đẹp chưa? Tối qua bố vào cầu có khác. Con đi bố nhé. Nghe thằng con chào như vậy. Một cái mỉm cười đến với Tuy. Nhưng chỉ một loáng. Những nếp nhăn ở bên mép đã khép lại. Nhưng cho vẻ im lìm vốn dĩ. Từ phía bên kia đường Một thanh niên quần áo bộ đội Áo bỏ ngoài Quần sắn đến gấu Chân đi tông Cắt một đường thẳng Bước vào nhà Tuy Tuy còn đang nghĩ xem Đã gặp cậu này ở đâu Thì đã nghe giọng khàn khàn Chào anh Tuy Chào người anh em Hùng gấu đâu anh Hùng nào nhỉ Tuy hỏi lại Mắt gườm gườm vẻ dò xét Người mặc quần áo bộ đội Nhận ra sự trận trọng của Tuy không nói gì thêm anh ta đưa tay vào túi trên lấy ra bao du lịch anh hút thuốc đi anh quên thằng em rồi sao nhưng bà chị chắc vẫn còn nhớ đấy tuy nhíu mày người mặc mà quần áo bộ đội vẫn điềm nhiên rít từng hơi thuốc nhả khói qua vòng miệng với hàm răng khớp khẩy ám khói cho đến lúc hắn dùng tay với những ngón tay dài xương sầu Móng đầy ghét vuốt mái tóc bờm bờm ra phía sau lộ ra một tay cụt thì tuy à lên một tiếng tiếng à hơi kéo dài khó mà đoán nổi là ngạc nhiên hay vui mừng vì sự gặp lại nhưng rõ ràng tuy đã nhận ra người quen sám cụt à thế nào khỏe không cũng thường thường thôi còn anh dạo này tu trí nhỉ chữa xe đạp kìa thấy cái nháy mắt của tuy Sâm cười khủng khục Đã những răng khớp khẩy Ám khói Bà chị dạo này vẫn chạy chợ chứ Không Ra sạp ngồi rồi Mừng cho bà chị Sau cái lần bọn em Quấy mẹ con mụ lâm Với anh em nhà tiếu vỗ Họ còn va chạm với anh nữa không Ổn rồi Ai có phận ghế lo Mà sao lâu lắm mới lại tới chú vậy Em có lên nhưng không gặp anh với lại con đề em bị nhỡ một chuyến Lĩnh gậy rưỡi 18 tháng tù Thế về được bao lâu rồi? 3 tháng Hùng gấu đâu anh? Chú ra chợ chưa? Em ra rồi Gặp mấy đứa nó Chỉ vào anh Em mới biết Cần gặp nó Chiều cứ ghé qua đây Nhân tiện anh em mình làm chầu hội ngộ Và xã nhà anh vẫn nhắc đến chú luôn đấy nếu chiều em không qua được gặp hùng gấu anh như bảo nó xuống em rồi vẫn biết ngoài hai người già không có ai nhưng sâm vẫn nhìn trước nhìn sau rồi hạ giọng anh bảo nó chơ lại vãng về ngô sĩ liên họ đang sục nó dữ lắm đấy thôi em đi đây chú cho anh một lát tuy vào nhà trong lúc sau ra chú cầm ít tiền tiêu được rồi nếu Hùng đến đây anh sẽ nhắc Vào như thế nào Giá dạ, cũng như vậy Sâm cắt một đường thẳng Qua lòng đường Ngược lên rồi ngoắt vào một ngách Chứng tỏ rất thông thuộc đường ngang Lối tắt ở khu vực này Chờ cho Sâm đi hẳn Tuy mới quay vào Đưa tiền cho thằng Sâm Cũng là đuổi khéo nó Đứa nào việc đó Xong là xong Sức đâu mà bao Còn hùng gấu và chung Cũng phải tính lại mình cũng còn cần chúng nó Nhưng giá chúng nó cũng phải vừa vừa Cũng phủ được thôi Cần tắc vô ánh náy Cứ phải tính trước đã Đã qua cái thời Nước đến đâu bắt cầu đến đấy Tuy chậm rãi Leo lên những bậc thang xi măng Có tay vịn bằng sắt Tuy mở cửa Trên chiếc sân đá hoa Lăn loe những vỏ chai cốc chén cùng với những vỏ lạc bát đĩa hùng gấu và trung đang quay đầu vào nhau. Đứa nằm ngửa, đứa nghiêng. Cả hai đang ngủ ngon lành. Tuy khép cửa lại, lặng lẽ đi xuống. Đôi lông mày rộng của Tuy chợt giao vào nhau. Khó mà đoán ra, Tuy đang suy tính gì. Từ lúc nghe Minh cho biết tin về Dùng, Tuy buồn chồn lo lắng thực sự. Cô luôn mồm, dục bác sinh lô đạp mau hơn. Hẳn là ông ta cũng đã nghe rõ câu chuyện Rồi nữ tên sử dụng dã của Tùy Nên ông ta gò lưng đạp mãi miết Chẳng thế mà khi tới ngã tư đèn xanh Vừa mới bật lên Ông ta đạp ngay Lắc chuông in ỏi Chưa đủ mồm còn liên tiếp Tránh ra Tránh ra nào Tới cổng bệnh viện Xe vừa đỗ Tùy nhảy ngay xuống Cô đưa tiền Cũng không cần lấy lại lách qua chiếc cửa sắt khép hờ đi thẳng vào phòng cấp cứu ở đây thủy được biết em cô đã chuyển lên khoa nội khoảng sân rộng rãi những hàng cây cao đèn thẫm những bóng áo trắng đi lại dưới ánh điện mở tỏ mùi hoa dạ lan thơm thoang thoảng lên những lúc này các hương vị ấy thủy không nhận ra nhưng cái cảm giác cách biệt với sự nhộn nhạo của đường phố cách biệt với những giây phút dã rời chua chát tận trong đáy sâu của tâm hồn dường như một bạch nước nhỏ đã tia lên giữa sa mạc của tình cảm khi thủy hiểu rằng thế ra thủy vẫn là một người chị thủy vẫn có một đứa em một gia đình thủy đang nghĩ đến em trai nghĩa là thủy vẫn có một cái gì ấm áp để mà nghĩ đến trong cái im vắng của bệnh viện càng im vắng hơn khi theo tay chỉ của một người nào đó không phải là nhân viên nhưng chắc cũng là người quen thuộc đường đi lối lại trong này cô vượt qua một cái sân ngần ngại trước hai lối trái phải thủy rẽ phải leo lên những bậc thang larito nhẵn bóng mát lạnh dãy hành lang dài ánh điện mờ mờ được hắt xuống từ những chụp đèn tròn ở trên trần một dãy phòng với những cửa chớp đóng kín im ỉm Biết là nhầm Cô lại vội vã đi xuống Lại một khoảng sân rộng Rồi những bậc thang Rồi lại dãy hành lang dài Với những căn phòng mở toang Với những người bệnh và thân nhân của họ Mùi bệnh viện Mùi mồ hôi Những tiếng rên la đủ cung bậc Sọc vào thủy Một phòng Hai phòng Ba phòng Cô tiếp tục đi Tiếp tục nghiền cổ Nhìn số phòng đến nỗi xô cả vào một thanh niên có dáng dấp một vận động viên điển kinh với những bước đi mau nhưng nhẹ nhàng đang đi ngược lại phía cô chiếc túi con xinh xinh đựng đồ trang sức và những thứ lặt vặt cần thiết tuột khỏi vai thủy cô còn đỏ mặt thì ra thói quen đỏ mặt của một cô gái thủy vẫn còn giữ được còn lúng túng chưa kịp xử trí ra sao khi người thanh niên cúi xuống nhặt chiếc túi sách Thay cho lời cảm ơn Thủy hỏi thăm Khoa số phòng mà Dũng đang nằm Chị ấy đang đứng trước cửa phòng đấy Cảm ơn anh Thủy rón rén đi vào Những chiếc giường trắng song song với nhau Những chiếc tủ con đựng đồ dùng của bệnh nhân Trên đó chai lọ đường sữa Và nếu không có những thứ đó Thì cũng là cặp lồng đủ loại, đủ kiểu cùng với những gương mặt lo âu của người nhà bệnh nhân ngồi ở đầu hoặc cuối giường và gần như giường nào cũng vậy đều có một hai có giường còn đông hơn căn phòng rộng trở nên chật trội tùy đưa mắt nhìn khắp phòng ở góc ngay kề cửa sổ cô nhận ra mẹ dẫu bà quay lưng về phía cô cô cũng nhận ra cái cặp lồng quen thuộc của ông bố đang để trên chiếc tủ con Cạnh đó là mấy quả chuối tiêu Và một cái bánh giò Những thứ mà Dũng vẫn thích ăn Nhìn thấy thứ đó Thủy lại tự xì vào mình Khi vào đây tay không Thôi được Thủy vẫn còn tiền Thủy sẽ không chỉ mua những thứ Mà Dũng thích ăn Và những thứ Dũng vẫn ao ước Như nho khô, sô-cô-la Miễn là em cô qua khỏi Thủy đến gần Mẹ vẫn không ngẩng lên Bà ngồi ở phía chân giường hai tay níu vào thành giường, đầu gục lên đó. Tiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, mệt nhọc lo âu. Còn Dũng mặc quần áo bệnh nhân, màu trắng, nằm thẳng trên chiếc khăn đơn cũng màu trắng của bệnh viện. Mắt Dũng ngắm nghiền, khuôn mặt xanh nhớt, thở mệt nhọc. Một tay thõng xuống mép giường, càng trở nên gầy guộc bởi ống tay rộng thùng thình. Thủy nắm lấy tay em, gượng nhẹ, thật gượng nhẹ nâng lên đặt vào giường bất giác những giọt nước mắt ứa ra chảy tràn trên má khi cô nắm vào bàn tay lạnh lẽo tưởng như không còn sinh khí của đứa em trai bà mẹ như có một linh cảm nào đấy chợt choàng tỉnh bà hốt hoảng quay lại bà nhận ra thủy mẹ thủy chỉ nói được tiếng đó giọng cô vừa bồi hồi vừa nghẹn tắc bây giờ chỉ có nước mắt của cô là chảy tràn trên má tôi vai cô run lên trong những tiếng nước khan. Cô nắm lấy tay mẹ Đúng hơn mẹ đã rụt rẻ Sẽ sàng nắm lấy tay cô Gương mặt phờ phạc lo âu của bà chợt ánh lên Cái ấm nóng của da thịt Con gái mà đã ba năm nay Mà bà đã tưởng như tuyệt vọng Không bao giờ nắm bắt được nữa Giờ đang chuyển sang tay bà Lúc ấy người thanh niên chẳng 25-26 tuổi có dáng vẻ của một vận động viên mà người Thủy tình cờ sâu phải, hướng đôi mắt thông minh về phía hai người. Từ khi Dũng vào đây, anh ta vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Bệnh tình của Dũng tiến triển ra sao, anh ta đều biết. Các y bác sĩ nghĩ anh ta là người nhà của bệnh nhân bởi vì chính họ đã tiếp nhận Dũng từ đôi tay rắn chắc khỏe mạnh cùng gương mặt lo âu của anh ở phòng cấp cứu. Nên cũng không ngần ngại gì Mà không cho biết Nhất là sau ca mổ kịp thời Và kéo dài của giáo sư Nguyên Khi viên đạn đã được gắp ra Và tính mạng của Dũng Coi như đã qua cơn hiểm nghèo Việc có một người lạ quan tâm Đến con trai mình Gia đình Thủy không ai hay Nếu ông bố dựng của Thủy ở nhà Có thể ông sẽ biết Tiếc một cái Ông lại được cơ quan cử đi công tác biệt phái Ở phía Nam và chắc chắn ông cũng chưa được tuyết tin về Dũng Bởi vợ ông quá lo lắng Bận bịu với con đã không có thời gian Thậm chí đã không kịp nghĩ đến việc báo tin cho ông Bởi bà biết nhận được tin Chưa chắc ông đã về Và nếu có về Thì sự có mặt của ông bên cạnh Dũng Không hẳn là nguồn động viên nương tựa của đứa con trai Còn người thanh niên này Quân qua đồng nghiệp của mình trung úy dân công an đường phố cũng đã biết phần nào gia đình của bà và có thủy nữa có điều gặp mặt thịt chưa nếu như không kể đến giây phút tình cờ bất chợt vừa rồi ở ngoài hành lang ngay trước cửa phòng bệnh quân lặng lẽ quay ra hành lang hai khuỷu tay của quân chống lên lan can từ đây anh có thể nhìn thấy rõ một phần của bệnh viện Đối diện với anh, qua một khoảng sân rộng, Quân nhìn thấy dãy phòng sáng đèn và thấp toán những bóng áo dài đi lại trong cái ánh sáng mờ nhạt hắt xuống hành lang. Anh nhìn thấy cả những cái cây chợt trở nên sành bóng, huyền ảo hơn, đang lay động một làn gió nhẹ và sự phản chiếu của ánh đèn cao áp. Anh nhận ra cả mùi hương quen thuộc của cây lan cổ sung xuê. Quân lấy bát thuốc lá rút ra một tiếu Nhưng anh chưa hút Và chấm ngâm của anh chẳng phải không có nguyên cớ Quân biết Việc anh tỉnh toàn có mặt ở đây Tìm biết tình hình sức khỏe Mừng vui, lo lắng Theo sự tiến triển của Dũng Là hoàn toàn tự nguyện Dù cái gánh nặng trách cứ đã vỡ đi Rất nhiều Khi quân hiểu rằng cái lưỡi hái của tần chết Cái viên đạn hung bạo của tiên cướp cùng đường Đã được lấy ra khỏi cơ thể chú bé có thể là tên cướp chỉ nhắm vào anh Chứ không nhắm vào chú bé Chú bé về vào đây Chẳng qua chỉ do đạn lạc Vô tình không chú ý Đừng có biện minh Đừng có lý giải Theo cái chiều nhân đạo này Bởi cái bản chất của bọn tội phạm Hiện thân của tội ác Là sự quay lưng Sự dẫm đạp Và không bao giờ chúng nhìn lại Cái mà chúng vừa mới bước qua Là công an đấy nhưng quân lại có một phòng nghiên cứu bản chất thủ đoạn tâm lý của bọn lưu manh bọn kẻ cướp bọn côn đồ hung hãn anh đâu có lạ nhưng vào cuộc mặt đối mặt với chúng thì phải rồi chiều hôm ấy trên đường từ cơ quan về nhà anh tạt vào nhà bạn để mượn lại cuốn sách mới xuất bản mà tác giả của nó là một giáo sư tiến sĩ chuyên về khoa tâm lý tội phạm vốn rất quen thuộc cũng như rất cần cho sự chuyên môn của anh. Nhưng bạn anh không có nhà. Và mặc dù rất muốn có ngay trong tay, nhưng vốn biết công việc trinh sát hình sự của quân. Nên sau chén nước trà, anh đứng dậy, xoa đầu đứa con bạn, xin phép bà mẹ cáo từ Và khi anh ra tới cổng, cảm ơn bà hàng nước ở nhà ngoài đã coi hộ xe. Khi quân vừa ra chiếc xe máy của mình xuống lòng đường, ngồi lên yên thì một bóng người ập đến sau lưng anh Đúng hơn là hắn đã nhảy lên phía sau quân Một nhanh, thật nhanh Cùng với câu nói hồn hển ngắt quãng Nhưng không thiếu sự hăm dọa ấy Quân nhận ra nòng súng ngắn đã thúc vào bên phải Phía ngang tắt lưng Cũng liền sau đó anh nhận ra Đúng hơn có cảm giác nhận ra Những tiếng lạc giọng vọng đến Của một người phụ nữ Cướp! Cướp! Tất cả những cái đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Rồi cũng trong tích tắc, chiếc xe máy trong đó có quân và tên cướp với nòng súng ngắn túc vào phía bên phải, ngang tắt lưng bọt lên. Cho đến giờ, và hắn cả về sau này, anh không thể tha tứ. Không ngớt nguyền rủa mình về cái tích tắc ấy. Mặc dù bất cứ một ai nếu ở hoàn cảnh vậy, hẳn cũng là không còn cách nào khác bởi tên cướp đã gặp may mà nó không hề nhận ra ấy là chẳng cần đến lời đe dọa chẳng cần mũi súng thúc vào lưng bởi khi nó nhảy lên xe của quân có nghĩa là nó đã nhảy lên một vật bắt đầu chuyển động máy đã nổ một phần bao nhiêu điểm của tiết diện bánh xe không còn là điểm chết với mặt đường nhựa nữa trong tích tắc là chiếc xe máy sẽ chuyển bánh đúng sẽ chuyển bánh từ từ rồi mới vọt lên và khi chiếc xe máy vọt lên lao về phía trước thì tên cướp ngồi ở phía sau quân phần nào có được sự yên tâm mừng cho sự may mắn một lần nữa lại đến với hắn nhưng chẳng vì vậy mà mũi súng ngắn của nó lại không túc vào bên phải phía ngang tắt lưng người ngồi trước với một niềm vui thích dã thú nhưng tên cướp đã lầm cái tích tắc mà chiếc xe vọt lên Cái tích tắc mà chiếc xe có một tốc độ chóng mặt ấy Chỉ là của người say Tên khủng hoặc kẻ cùng đường bị rượt đuổi Và cũng trong tích tắc khi chiếc xe máy đột ngột khựng lại Quay ngang với một góc 90 độ Ở một ngã tư Cả nó lẫn người ngồi trên xe Dường như bị hất tung ra khỏi yên Nó biết nó đã lầm Đã không đánh giá được hết Người ngồi phía trước mặt nó quá tin vào cái vũ khí giết người Mà nó cầm lăm lăm ở trong tay Nó thấy người ấy xông đến Nhưng nó vẫn còn kịp Nhoài người ra trên mặt đường nhựa Nhổm dậy Nghiến răng bóc cỏ Cùng với tiếng nổ Khẩu súng của nó bị đá văng khỏi tay Rồi lại một cú đá nữa Và không chỉ có một người Mà nhiều người từ hai đường ảo ra xông đến Toàn thân tiến cướp rũ ra như một tàu lá và nó xỉu đi trước khi nhận ra chiếc ô tô cấp cứu lao đến đưa người bị hại. Một chú bé đang trên đường đi học về, bị đạn của nó bắn vào. Đốm lửa trên tay quân đã tàn, phía đối diện quân là những căn phòng vẫn sáng ánh đèn, vẫn tấp thoáng những bước đi khoan thai, điềm tĩnh của những người mặc áo blue trắng. Và từ dưới khoảng sân rộng vẫn thoảng lên mùi hoa lan. Quân quay người lại từ đây Qua cánh cửa mở rộng Anh nhìn rõ giường chú bé nằm Dũng vẫn ngủ say Bà mẹ và cô con gái Không ngồi cạnh nhau nữa Mẹ đã đi ngủ Vẫn một tư tế gục đầu vào tay Trống lên thành giường Ở phía dưới Còn cô gái thì ngồi ở phía đầu giường Trên chiếc ghế sắt của bệnh viện Nắm chặt tay đứa em trai Đôi mắt nhìn đau đớn với bao triều mến Cô ta trẻ quá và cũng xinh nữa. Quân nghĩ vậy. Từ ngày mai anh sẽ không quay lại đây nữa. Quân bước nhanh khỏi bệnh viện thanh thản. Thế nào Hùng Gấu? Thằng sâu cột nó tìm mày đấy à? Có việc gì thế? nghe nghèo tùy nhắn lại nguyên văn lời của nó. Bọn văn biếu đang săn, đừng về. Chắc là do vụ gạo của mấy con mụ nhà quê. Ừ, nhưng chẳng ngại Vì họ chưa đủ chứng cớ Vì mấy mụ nhà quê ấy Giờ đã đếch rồi Với lại đêm hôm ấy nhọc nhọc Mũ của tao lại sùm sụp, sụp như vậy Mà điệu bộ của mày chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta Chả cứ họ Người khác cứng bóng vía hơn Cũng phải nộp cho nhanh Thiếu nước vãi đái ra thôi Nhưng họ khớp lại các sự kiện Tối hôm ấy Mày không ngủ tại nhà Rồi chiếc Honda của thằng Dương Tao và mày vứt lại ở ngã tư Tao cũng đã tính rồi Để tao không ngủ tại nhà chẳng sao Vì tao có phải công dân thuộc diện họ quản lý đâu Đã mấy lần Tại ấn công an đường phố Xuống gặp tao bảo làm thủ tục nhập khẩu Tao chỉ ậm ừ cho qua chuyện Lạ gì Mình chưa nhập Hắn còn xuống thăm mình xoành xoạch vậy Huống chi Lần mới đây Tao trả lời thẳng là đánh mất giấy ra trại rồi. Muốn nhập phải có thời gian lên trại xin lại. Ấy là tao hứa vậy, mất được tên nào. Và lại nhập hộ vừa rồi trong vòng kiểm soát của họ và quyền lợi có được tìm cái gì đâu. Thế còn chuyện chiếc xe máy của thằng Dương, tao và mày vứt lại, bị hỏi. Mày tính sao? Nghe Trung hỏi vậy, ông gấu chật ngớ người. Trước công an, trước cơ quan luật pháp, Chúng giấu đến cùng những cái gì chúng giấu được. Chỉ chịu khai những điều mà chúng biết rằng giấu không nổi nữa. Không xong. Và cái điều hắn khai không trồng thêm tội trạng của hắn. Với câu hỏi chung là một thực tế mà khó có thể lý giải trả lời loanh quanh được. Vì không có giấy tờ sử dụng xe máy. Vì cái thẻ học sinh mà Hùng đưa ra là thẻ giả. Vì vì hốt hoảng và vì sợ Vốn dĩ đã quẹt ít lời lì lợm Lại không muốn nhận cái thực tế vì quá hốt hoảng Hùng gấu mà lại Nên y chỉ biết lặng lặng Lầm lì nhìn chung không nói Còn chung với chẳng lạ gì tính hùng Thấy rằng xỉa vào cái máu tự ái yên hùng của thằng bạn Tạo ra trước mặt nó một vật cản Mà chỉ có thể vượt qua cái vật cản ấy Bằng những thủ đoạn siêu thủ Thì hùng chưa đủ Vì thế thấy cái vẻ lầm lầm của hùng trung vỗ tay vào đùi rồi cười mỉm dễ thôi nếu họ hỏi mày cứ trả lời thế này chiếc xe honda đó tôi mượn của anh dương định đem trả nhưng ngại mày gặp các anh kiểm tra ngang đường nhờ công an phường giữ hộ luôn không thấy xe chắc là anh dương sẽ lên nhà tôi và tìm đến các anh vậy thôi vốn không quen bộc lộ tình cảm lại càng không quen chấp nhận hơn thua. Nhưng rõ ràng, câu trả lời mà Trung mách nước vừa có cái vẻ ngông nghênh lại vừa có cái cáo hợp lý. Một thứ bài ngửa, rất khó bắt bẻ. Hùng gấu gật gù, cái đầu tròn, tóc cắt ngắn, buông ra một tiếng gọn lọt. Tướng Dường như không buồn chú ý đến sự biểu lộ của hùng gấu. Trung thong thả, nhả từng tiếng một nhưng tốt nhất là đừng để cho bọn nó gặp giọng trung rìn rít lạnh băng trung chợt cười lên không phải là tiếng cười nữa mà là tiếng lưỡi dao cạo vào nứa khô cặp mắt trung chợt ngầu đỏ vằn lên những tia dữ tợn xoáy vào hùng không chịu nổi không cắt nghĩa nổi cái nhìn ấy của thằng bạn hùng quay đi mày biết đấy tao đang có lệnh truy nã của công an hải phòng vậy mà tao vẫn đi đi về về có sao đâu giọng chung đã trùng xuống nhưng ba tiếng có sao đâu vẫn không giấu được vẻ chua chát làm sao không tiếc nuối chua chát được một khi phải sống như thế này dẫu chưa phải chui lủi nhưng vẫn là trốn tránh vẫn có rượu vẫn có gái có tiền tiền ăn cướp dẫu không nhiều thật nhiều nhưng vẫn là tiền tiền ở một khoảng trời khác Một địa bàn khác Làm sao có thể bằng được Khi chung và đồng bọn làm ăn ở đất cảng kia Không hẳn là thuận lợi Không hẳn vụ nào cũng trót lọt Có điều dễ dàng hơn Trên này nhiều Mà xem ra Chỗ chú chân ở đây khó có thể đảm bảo Một khi thằng sâm cụt đã mỏ được Thì công an họ cũng có thể sọc vào Bất cứ lúc nào Công an hình sự Hà Nội cũng gớm lắm không đùa được đâu. Điều này giờ hắn mới cảm thấy. Nhưng từ trước đó, Xinh xẹo, cánh trổ vừa là đàn anh, vừa là chiến hữu của hắn đã phải bán sới ở đất này. Xuống ngài phòng làm ăn đã nói với Trung như vậy. Hùng này, mày quan hệ với sông cột thế nào? Từ hồi ở trường phổ thông, vừa học vừa phá, ở dưới thủy nguyên hay ở Vân Hòa? Ở Vân Hòa, lúc tao vào nó đã ở đấy rồi Lĩnh hai cuốn lịch Cải tạo tốt được ta về sớm Cải tạo tốt Thì cũng như tao vậy Cũng được về trước Tiếp đi Ở Vân Hòa tao với nó lúc đầu có va chạm Sau giải quyết ổn thỏa Được ra trước Nó vẫn thỉnh thoảng lên tiếp tế cho tao Giờ nó làm gì Làm chân gỗ cho bọn Buôn bán đồng hồ Hoặc diễn vở cũ lừa những người tham cũng kiếm được Nhưng không bẫm lắm Nên nó muốn chuyển nghề Ngay đầu Ngày đâu nghề này Nó mới nhập môn của một thằng bậm nào đó Được cái nó có khoa nói Nói dối như thật Quậy ấy cũng phải gọi bằng bố Nó chuyển nghề gì nhỉ? Lừa đảo Lừa đảo thì có đến hàng trăm kiểu Biến hóa như phép màu của tô ngộ không Nó chọn kiểu nào? Mới đây Nó vừa làm gọn một cái vi ha của một cái sen cô đời mới mà chỉ tốn có ít nước bọt có gì đâu hồi ở văn hòa nó quen biết mấy thằng vì nó đi lại gia đình mấy thằng đó nên hiểu mạnh yếu về kinh tế từng nhà một buổi tối nó đến một nhà thằng bạn gọi con vợ ra thầm tì là thằng chồng con này vừa trốn trại ra không thể về nhà được phải dạt vào phía nam một thời gian hiện đang ở nhà nó Mày tính nghe vận Con vợ nào chẳng lo Lồng lên kiếm một vài bộ quần áo tốt Kiếm một ít tiền Rồi gói ghém cùng quần áo Mà nhảy lên xe để nốt đèo Rồi sao nữa Có lẽ thích thú Về cái mẹo lửa Cái trò đùa làm chơi ăn thật của sâm cụt Nên hùng gấu không để ý đến Câu hỏi nhát cường của Trung Lại càng không để ý đến Nét mặt luôn biến đổi của thằng bạn Dĩ nhiên là nó đạp vòng vèo một thôi một hồi Đến một cái ngõ hoặc một nhà của đứa chân gỗ nào đấy Có cửa thông ra phía sau Và con vợ thằng bạn đứng ở ngoài chờ Nó vào xem trước động tĩnh Thế là xe đấy Quần áo các thứ bỏ sẵn trong túi sách Treo ở tay lái Nó tích luôn Con vợ thằng bạn chỉ biết chờ mắt ếch ra Chẳng lẽ lại đi báo công an Vừa bị bọn chúng cười vào mũi cho Mong gì điều tra tìm kiếm Kể cho mày Nó có rủ mày vào cuộc không? Có Mày trả lời sao? Mày khoan đã Sao nó rủ mày vào cuộc nhỉ? Chắc là để dàn xếp Nếu một khi chuyện chẳng may bị lỡ Nhưng tao từ chối Nói là không quen Tao nói với mày nghe Cái mẹo ấy của thằng Sơm Cụt So với cánh hải phòng Chỉ là mẹo vặt thôi dưới ấy làm ăn đàng hoàng hơn và cũng vớ bẫm hơn hai thằng đi cúp đời mới ăn hoi trên đường gặp một nàng có dáng dân buôn cũng đi cúp thế là hai thằng kia làm quen phát âm đặc giọng sài gòn khoe là mới đi tàu viễn dương về có hàng có đôn muốn đổi muốn bán toàn của độc phát giá lại mềm nữa máu buôn nổi lên tưởng hốt được của đến nơi đi vòng vèo đến trước tiệm chim quay ngỗng quay hai thằng dừng lại đưa tiền nhờ nàng vào mua mấy con về nhậu Sải sang vậy còn gì và trong khi nàng đi vào chỉ trỏ chọn con này ngon con kia béo mỗi thằng một xe rồng tặng ấy là chưa kể khi có con vớ lớn nếu ở cỗ xe của nàng có cái ví hoặc ở trong cốp xe có đôn có đỏ nữa cũng nên Hùng gấu chỉ biết ngồi nghe mặt thuẫn ra còn trung vẫn một điệu bộ thủng tảng nhát gừng nhả những hơi tuốc dài rồi nói tiếp còn cái chuyện vào cửa trước ra cửa sau hải phòng còn cao thủ nữa mà trong giới lừa đảo của hà nội cũng có thể nghe tên biết mặt ai đấy vân tức tưởng vi nữ tướng à mà sao lại hà nội cũng biết vì nàng gốc hải phòng nhưng khi ra trại Không về Hải Phòng Mà lên Hà Nội kiếm ăn Mà toàn tìm đến Những người quen biết Ở trên này Đánh những quả lừa Hốt toàn vàng thôi Phố Cửa Nam Có một cái ngõ Thông ra phố khác Nếu thằng sâm cụt của mày Chưa biết ngõ ấy Thì mách cho nó Hùng gấu Chẳng đến nỗi người thơ, Không nhận ra vẻ châm biếm Kể cả và lẫn đôi chút kinh miệt Khi nhắc đến sâm cụt Sao lại sâm cụt của tao Mày cũng biết là tao từ chối khi nó rủ Hùng gấu gằn giọng Trung vẫn tình bơ như không Giết nốt thời thuốc Ném một thuốc vào góc nhà Trung nhỏm dậy đi đi lại lại Đột ngột Trung đứng sững lại trước mặt hùng gấu Hai chân đứng dạng ra bằng vai Đôi tay khoanh lại Trung nhìn thẳng vào Hùng chính vì mày từ chối lời mời của nó nên tao mới kể cho mày nghe mấy chuyện ở trên để không chỉ thấy rằng cái mẹo vặt của thằng sâm cụt có thấm tháp gì đi lừa vợ một thằng cùng ở tù với mình không tao không muốn nói đến đạo đức bởi đạo đức là cái gì người ta đã sai lầm và còn tiếp tục sai lầm khi nghĩ rằng những kẻ như tao và mày sau mỗi lần ở tù ra sẽ cải tà quy chính không tiếp tục gây án lại càng sai lầm khi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm lại cuộc đời, làm ăn lương thiện, sống tốt đẹp hơn. Trung chợt cười gằn, tiếng cười nghe thật ma quái, giận giận, như thể không phải được phát ra trong căn phòng. Trong gang tấc, đến nỗi hùng gấu không dám nhìn vào mắt thằng bạn của mình nữa. Bởi đấy là ánh mắt của một con thú bị trọng thương đang lao về khói súng. Hùng lùi lại, chân đá vào chiếc chai đã cạn chai đổ vang lên một tiếng khổ sắc có lẽ tiếng vợ của tuổi tinh phần nào làm cho thần kinh của trung cũng trùng xuống thì phải hắn cựng lại chân chân nhìn hùng gấu còn hùng gấu cảm thấy mình có lỗi trong việc nhắc đến một công việc của sông cụt vô tình chọc ngoáy vào cái tổ ong để thằng bạn nổi cơn điên hùng gấu nhẹ nhàng bảo trung Mày ngồi xuống đi Chờ tao một lát để tao xuống dưới nhà Kiếm ít rượu với đồ nhắm nữa Ừ Nhưng không uống nữa Còn thuốc lá đấy không Còn Hùng rút một điếu rồi vứt bao thuốc còn lại ra sàn Chiếc bật lửa cối ở trên tay Mổ xoành sạch. Đến lần thứ năm lửa vẫn không lên Trung liệng chiếc bật lửa di xa xa Giật điếu thuốc ra khỏi miệng Để đấy tao non xăng đấy mà Hùng gấu táo bật lửa Lấy móng tay Ấn cái gạt bấc Quay xuống bật lửa cho vào miệng tôi Hút đi mày Hồi tao ở vân hòa Bọn tao có cách giữ lửa rất nghệ Chỉ cần một viên đá với tí bông Với một mảnh sành Là muốn lúc nào có lửa cũng xong Thế chúng mày Sợ quản giáo đến nỗi Không dám mang riêng tủ bật lửa vào phòng à Chả phải có điều hút thì hút cả hội Bị thì bị một thằng Mà chẳng đứa nào dại cả Với lại bật lửa diêm khó giấu Còn những thứ kia Có khám được bắt được tăng vật trên tay bọn tao Cũng chối phăng Chẳng làm gì được Thế bọn mày đánh lừa bằng cách nào Chắc lại dí đá lửa Và bông rồi dùng mảnh xanh mảnh xứ Hất vào đầu viên đá lửa chứ gì Ờ, theo lý thuyết là như vậy Nhưng tao cuộc với mày một ăn mười đấy cho mày những thứ đó không lên lửa đâu lạ lắm trong bọn tao chỉ có mỗi một thằng làm phát nào ăn vát đấy kể cả khi viên đá đã mòn vẹt mỏng dính thế mới lạ như phủ thủy vậy hùng này mà sao mày hay nhắc chuyện ở vân hòa vậy chẳng nhẽ trung đang nằm chật ngồi bật sậy nếu phải vào lần nữa mày tính sao chấp nhận Nhưng không phải 10 tháng nhờ Vân Hòa Mà là 10 năm kia Tao chưa nghĩ đến Nhưng chắc cũng quen Và lại diện tao mà vào Cũng sĩ quan Mà đã chắc gì 10 năm Cải tạo tốt thì ra sớm Không đã lĩnh mời khận Thì đừng có nghĩ đến chuyện cải tạo tốt Để ra sớm Phải tự vọt ra thôi Ta đồng ý với mày người ta còn sai lầm khi nghĩ rằng những đứa như tao và mày sẽ làm lại cuộc đời. Vậy mà tao lại muốn làm lại cuộc đời đấy. Một lần nữa, Trung lại cười. Một lần nữa, Hùng Gấu lại nhận ra cái thanh âm của dao sắc cạo vào nước khô. Một lần nữa, những bước chân của con thú lộn đi lộn lại trong buồng. Tốt nhất là im lặng, lặng lặng và nghe nó phán. Đừng chọc ngoáy và cái máu điên của nó Bởi nó có lý để điên Hùng gấu nghĩ vậy Mày chấp nhận Tốt Đã lĩnh mời gậy Đừng có nghĩ đến chuyện cải tạo tốt Để ra sớm Mà phải tự vọt ra Tốt Tao cũng biết Chuyện cái sáp của bà bô mày Mua sáu chỉ Lùi mười ngàn Rồi khi bà bô mày Và đồng Nai Gửi cho ông anh mày sang mượn Lần thứ nhất không đưa Nhưng lần thứ hai phải đưa Vì cũng ngán Ông em dám cho Mình ăn giàu lắm Nếu từ chối Cũng cái sáp ấy Mày bán có hai chỉ Thêm hai trăm nghìn Đưa cho thằng bạn một nửa vào sới Hôm sau mày lên nữa Cũng bật luôn Hôm sau nữa mày và hai thằng nữa lên Tính chuyện chấn lạ Thì sới đã bị công an lùa Quét gọn cùng với mấy chủ đề. Đúng không nào? Đúng à? Nhưng như vậy, mày mới chỉ là hùng gấu, chưa phải là chiến hữu của tao. Mày đừng có nhỏm dậy, đừng có chừng chừng nhìn tao như thế. Trung dừng lại ngồi xuống với tay lấy bao thuốc, một phản xạ không cưỡng nổi. Hùng gấu bất lửa. Mà tao thì muốn rằng, đúng hơn tao là tin rằng mày là chiến hữu của tao. Tao và mày phải làm lại đời. Không thể sống chui lủi thế này được Mày thì bọn văn miếu đang săn Mà đống đa săn rồi Thì trước sau Hoàn kiếm hai bà Trưng ba đỉnh Tốt tuột đều có thể săn mày Cũng như Hải Phòng Đang săn tao vậy Thế thì phải bạt Đi đâu Vào Đồng Nai Ông bô bà bô Gia đình tao ở trong ấy Thấy Trung yên lặng trầm ngâm Hùng gấu nói tiếp hay là tao và mày nhập hội với bọn thằng Quang Điên Lên mấy huyện của Bắc Thái Giáp với Cao Bằng Đào Đãi Vàng à Ở đấy đang là điểm nóng cơn sốt vàng Tao nghe bọn chúng cáo nhau Người trong tỉnh, ngoài tỉnh ùn ùn đổ về Thường xuyên có khoảng 3-4 nghìn người Đào Đãi Vàng Ở đấy nhộn nhặn Chấn bọn đấy chắc dễ dàng hơn ở đây Rồi sao nữa Mày, mày hôm nay lạ nhỉ Non ngô nghê như tiểu đồng xuống núi vậy Còn sao nữa Lại đập phá cho hết chứ còn sao Tao nói thật Mày đừng khùng Nhưng mà mày còn thua con Thủy một đầu Tao mới chỉ hé ra một chút Là có hiểu rồi Đến nỗi Sau lần gặp nó thứ hai Ở nhà con Thủy Thì tao càng đinh ninh Một cách rất số phận rằng Chúng ta chỉ có một con đường thôi Phải bạt nhưng không phải phương Nam Cũng chẳng phải phương Bắc Phao số không? Đường biển Đúng Thế còn đường dây À tao quên Mày là dân Hải Phòng Nhưng còn tiền Lấy đâu ra tiền Thì cái này là tiền Mày quên à Trung phanh áo thò tay vào cặp quần Rút ra khẩu súng K54 Ừ nhỉ Hùng gấu nói vậy Nhưng phản xạ tự nhiên Khiến hùng gấu ngồi trách sang bên Cảm thấy lành lạnh ở sống lưng Khi nhìn thấy Chung vút ve Cái nòng súng Rồi cái báng súng Chẳng lẽ lại hỏi nó Đã khóa chốt an toàn chưa Và chắc chắn là nó không khóa Phải rồi Cái thứ này phải tính từng giây Nó đã từng bảo thế Có lẽ mình cũng phải kiếm một khẩu Tao xem con tủy Có vẻ cảm mày Mới lần đầu đã tặng mũ mũ zin chính cống lần hai để con cho tiền sĩ không nhận được gái bao số đào hoa thì mày cũng thế con thủy trả đưa cho mày là gì mày lầm nó giữ như giữ mã tổ chỉ thiếu nước bóc cổ mới chịu đưa cũng may có tiền của nó đấy ờ rồi đâu khắc vào đó vậy là con thủy cũng máu đi lạ nhỉ tao với mày đường cùng đi là một nhẽ. Còn nó ta xem nó có vẻ có học, con nhà tử tế khá giả. Đoạn sau thì tao chưa biết, nhưng đoạn đầu thì chắc chắn mỗi người một hoàn cảnh, biết tên nào được. Nó đi vì máu phiêu lưu, vì hận tình, hoặc chính vì cái tử tế khá giả của gia đình nó cũng nên. Mày trải đời nói như sách. Tao nào con thủy, nó cả mày là phải. Tao hỏi thật, mày nhất quyết cho thủy cùng ra vào số không mà không có điều kiện gì à? Thì chính nó là một điều kiện, là một đảm bảo rồi. Mày tính dáng nó như thế, sắc nó như vậy, lại mới có 20 tuổi. Món hàng này không ế đâu. Món hàng vàng sống. Chứ sao? Thế mày tưởng tao sẽ rước nó làm vợ à? Còn khuya. Cái thứ tao với mày kiếm nhân tình. Mò gái thì dễ, chưa vợ, chưa phải lúc. Sang Hồng Kông gặp khách, được giá là tao quăng nó cho một chú ba tàu, rồi chạy ngay. Con Thủy chịu. Sao không chịu? Đất cách quê người, nó giống tao và mày, chấp nhận mọi hoàn cảnh. Và lại nó cũng thừa hiểu, giữa điếm và nàng hầu, chỉ là một thì, cũng cần có người mua. Kẻ bao sộp, mà chắc chắn là hơn tao nghìn lần, hơn ở đây nghìn lần đàn bà lạ nhỉ Lúc thì như con búp bê Lúc lại là chó sói Nồng đấy Mà cũng cực kỳ bí hiểm Nói tóm lại Không nên dây và cái thứ đó làm gì Phải không mày Hay lắm Hóa ra mày cũng thông minh Nhưng tôi bản tính vậy đủ rồi Đi thôi Cả hai rời phòng Những bậc thang xi măng Có tay vịn bằng sắt Cả hai một áo cộc tay đuôi tôm màu trắng, một kẻ mờ mờ màu xanh, quần xanh thẫm, khẩu ca nam tư dắt trong cặp quần, đầu đội mũ lưỡi lê, thể thao. Một nữa cũng áo cộc tay, nhưng là phiên ni lông màu bộ đội, đầu trần, quần bộ đội thùng thình. Hà Nội đang ở giờ cao điểm của chiều, đường phố ở các ngã ba ngã tư đông nghịt những người và xe cộ. Trung và Hùng Gấu thả bộ quá trong những mớ âm thanh hỗn độn sau một ngày làm việc của thành phố nhìn cái dáng đi ung dung thư tái cái vẻ ngoài của quần áo bình thường ấy người ta nghĩ rằng chúng là hai người lương thiện nhưng biết làm thế nào ai cũng bận rộn ai cũng lo toan và có biết bao là việc đang chờ mình ở nơi về nơi đến và lại cuộc sống bao giờ cũng vậy bình thường và tàn nhiên chấp nhận hết thảy những trái ngược của đời cuộc sống vẫn chịu đựng bất kỳ hạng người nào chịu đựng cả chúng một tông một nhựa trắng đang lê trên đường phố hòa vào dòng người qua lại tuôn chảy để rồi cũng chẳng bao lâu nữa cũng chính tông ấy nhựa kia sẽ nhảy lên bàn đạp của xe máy và cái bàn tay đang tản nhiên đút vào túi quần kia cũng tản nhiên vung ra một khẩu súng lục đen ngòm cuộc sống vẫn phải chịu đựng vẫn phải chấp nhận tội ác Nhưng với luật pháp thì không Nhưng với những người nhân danh luật pháp Mà sao trong đó lại không có chúng ta Thì không Một nghìn lần không Tội ác phải bị lên án Và phải bị trừng phạt Các bạn vừa nghe xong phần 1 Tập truyện hình sự của tác giả Tuấn Vinh Kết thúc một tội ác Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hãy bấm like đăng ký và ấn vào chuông để đón nghe những câu chuyện mới và hay nhất từ kênh